Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp Bụt Ni cao siêu mầu nhiệm cơ duyên mây đường thọ trì. Xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi hiền. Cuối đầu lại Thế Tôn quy các Phật đà, nay con phát đại nguyện trí tùng kính Địa Tạng trên đền bốn ân nặng dưới cô khổ ba đường nguyện dứt trừ tội chướng ba nghiệp mê hằng lặng trong nguyện những người thầy nghe điều Phật tâm Bồ Đề hiện tại sống tỉnh thức không lạc vào tà kiến khi xả bỏ thân này đồng sanh về cực lạc. Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quận Hà. Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phật thứ mười trắc lượng công đức Bồ Thí Địa Tạng Đại Sĩ lúc ấy vâng theo uy thần của Đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi quỳ xuống chắp tay mà thưa bạch Đức Thế Tôn, con quan sát những kẻ ở trong các nẻo đường của nghiệp trắc lượng sự Bồ Thí của họ thì thấy có nhẹ có nặng có sự hưởng phước một đời có sự hưởng phước mười đời có sự hưởng phước lớn trong trăm đời ngàn đời. Vì lý do nào con thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho con rõ
Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Đại Sĩ hôm nay trước toàn thể đại hội các chúng tài đáo lời. Thiên cung như thế này Như Lai sẽ nói về sự bố thí tại châu Diêm Phù bằng cách trắc lượng công đức nhẹ nặng của sự ấy. Đại sĩ hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho. Địa Tạng Đại Sĩ bạch Đức Thế Tôn, con hoài nghĩ về việc ấy nên rất ước muốn và thích thú được nghe. Đức Thế Tôn dạy Địa Tạng Đại Sĩ tại châu Diệp Phu ở về phía nam này, những vị quốc chúa tể tướng đại thân đại trưởng giả đại sát lợi đại ba la môn gặp những người rất thấp rất nghèo, cho đến tật nguyên câm ngọng điếc lạc đuôi mù cơ thể đủ cách không hoàn chỉnh. Như vậy mà những vị quốc chúa cho đến ba la môn trong lúc bố thí vẫn đủ từ tâm rộng rãi hạ lòng minh xuống cười đông vui vẻ từ tay đưa khắp cho họ hay từ bảo người khác đưa giúp dịu dàng an ủi thì những vị quốc chúa cho đến bà la môn ấy được phước như hiện cũng chư Phật nhiều bằng số cát của 100 sông Hằng. Lý do là vì quốc chúa cho đến bà la môn mà đối với những người rất thấp rất nghèo cơ thể không hoàn chỉnh lại có tư tâm rộng rãi nên phước của họ được có cái quả báo là trong trăm ngàn đời bảy thứ quê báo còn luôn luôn đầy đủ hương chi phục thực phẩm và những thứ cần dùng khác. Địa Tạng Đại Sĩ trong vị lai những vị quốc chúa cho đến bà la môn gặp được chùa tháp của Phật hình tượng của Phật hình tượng của Bồ Tát thanh văn duyên giác đích thân sấm đồ mà hiện cũng thì những vị quốc chúa cho đến ba la môn ấy được phước ba kiếp làm thần đế thích hưởng sự yên vui tuyệt diệu. Nếu biết đem cái phước bố thì như vậy hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì những vị quốc chúa do đến bà la môn ấy trong mười kiếp thường làm phản vương Địa Tạng Đại Sĩ
trong vị lai những vị quốc chúa cho đến Bà La Môn gặp được chùa tháp hay kinh tường của Phật quá khứ bị hư hỏng. Mà biết Phật tâm tu bộ bằng cách tự mình lo liệu hay khuyến khích người khác cả trăm cả ngàn người. Hiện cũng để kết mối liên hệ tốt đẹp với họ thì những vị quốc chúa cho đến Bà La Môn ấy trăm ngàn đời thường làm luân vương, còn những người chung sức thì cũng với số đời ấy thường làm quốc chúa. Nếu con biết đem công đức như vậy đối trước chùa tháp hay kinh tường đã tu bộ mà phát nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì những vị quốc chúa cho đến Bà La Môn ấy cùng những người chung sức với họ đều thanh phật tuệ. Vì lẽ qua bao của sự hiện cũng như vậy này thật vô lượng vô biên. Địa tạng đại trì trong vị lại những vị quốc chúa cho đến Bà La Môn thấy những người già cả những người bệnh tật và những kẻ sản phụ mang dẫu chỉ một lúc phát ra từ tâm rộng lớn chu cấp dược phẩm đồ ăn thức uống và đồ nằm cho họ yên vui thì phước này rất bất khả tư nghị. Trong một trăm kiếp thường làm chúa trời tình cư, trong hai trăm kiếp thường làm chúa trời lục dục, cho đến cuối cùng thì trở thành một đức Phật Đà. Chứ không bao giờ còn xa vào đường giữ cả trăm ngàn cả ngàn đời thính giác. Không nghe đến âm thanh đau khổ Địa Tạng đại sĩ trong vị lai những vị quốc chúa cho đến Bà La Môn làm được những sự bố thí như trên đây thì được phước vô lượng. Nếu còn đem phước ấy hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì bất cứ bố thí nhiều hay ít cuối cùng thành Phật tăng cả huống chi làm Đế Thích Phạn Vương hay Luân Vương. Vì lý do này Địa Tạng đại sĩ hãy khuyến khích mọi người nên học tập sự bố thí như vậy. Lại nữa Địa Tạng đại sĩ trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào y theo giáo pháp của Như Lai mà gieo
trồng gốc rễ điều lành. Thì điều lành ấy dầu chỉ bằng lông tóc cát bụi đi nữa, phước báo họ nhận được cũng không thể ví dụ. Địa tàng đại sĩ trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào gặp được mà hiến cúng. Hình tượng của Phật Đà, của Bồ Tát Duyên Giác hay Luân Vương thì được phước vô lượng thường ở trong nhân loài. Hãy đến dư thiên mà hướng sự yên vui tuyệt diệu, nếu biết đem phước ấy hồi hướng cho pháp giới chúng trên thì phước báo họ nhận được không thể ví dụ. Địa tạng đại sĩ trong vị lai thiền nam hay thiền nữ nào gặp được kinh điển đại thừa dấu chỉ nghe một bài chính cũ hay một câu đủ nghĩa mà thiệt tha trân trọng xưng tùng tôn kính và hiến cúng, thì cả đó được phước bao vĩ đại, có tính chất vô lượng vô biên, nếu biết đem phước ấy hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì phước bao họ nhận được không thể ví dụ. Địa tạng đại sĩ trong vị lai thiền nam hay thiền nữ nào gặp được chùa tháp của Phật và kinh điển đại thừa loài mới thì hiện cũng xứng tùng tôn kính, chắp tay chiêm ngưỡng và lễ bái. Loài cũ hoặc học nghề hề thì tu bộ bằng cách phát tâm ra sức một mình, hay khuyên khích nhiều người phát tâm chung sức. Những người chung sức thì trong 30 đời thường làm quốc chúa, còn người chủ sướng thì làm luân vương. Lại đem pháp lành khuyên hòa thêm nữa cho các vị quốc chúa địa tạng đại sĩ. Trong vị lai thiền nam hay thiền nữ nào y theo giáo pháp của Như Lai mà gieo trồng gốc rễ điều lành, như Bồ Thí Hiền cùng như tu tạo chùa tháp như chỉnh trang kinh điển, thì dẫu chỉ bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hạt cát, một giọt nước đi nữa đều lành như vậy, nếu biết đem hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì phước báo người ấy nhận được là trăm ngàn đời hướng sự yên vui tuyệt diệu và thường đặng. Nếu chỉ biết đem cầu nguyện cho thân thuộc trong gia đình mình
thầy chỉ biết đem cầu nguyện cho ít lời bản thân thì kết quả chỉ hưởng được yên vui trong ba đời mà thôi. Như vậy thì biết bỏ một mới đương cả vạn địa tạng đại sĩ nhân tố và phước báo của sự bồ thí là như vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên Phẩm thứ 11. Thần đất hộ trì bây giờ thần đất cứng chắc bạch Đức Thế Tôn, từ xưa đến nay con chiếm ngưỡng và lễ bái vô lượng Bồ Tát Đại Sĩ. Toàn là những vị mà thân lực và tuệ giác điều vĩ đại và siêu việt hóa đồ sâu rộng hết thảy chúng sinh. Trong càng vị ấy Địa Tạng Đại Sĩ có thể nguyện sâu nặng hơn cả bạch Đức Thế Tôn. Đối với châu Diêm Phu này Địa Tạng Đại Sĩ có sự liên hệ lớn lao các vị Đại Bồ Tát khác như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc, tuy cũng phân hóa thân hình cả trăm cả ngàn mà hóa đồ sâu rộng sáu đường chúng sinh. Nhưng thế nguyện của các ngài vẫn có lúc hoàn tất, đến như Địa Tạng Đại Sĩ thế nguyện hóa đồ sáu đường chúng sinh thì so lượng về đời kiếp mà thế nguyện ấy trải qua nhiều đến như số các của ngàn lần trăm ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con thầy trong vị lai và ngay trong hiện tại, người nào nơi chỗ mình cư trú mà xoay qua hướng Nam, trên đất sanh sẽ lấy đất đá trái gỗ mà làm cái khảm cái thất. Trong đó đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Đại Sĩ, hãy đem vàng bạc đồng sắc đúc hình tượng ấy, rồi đốt hương mà hiến cúng chiêm ngưỡng lễ bái xứng tùng. Thì người ấy và chỗ ở của người ấy được mười sự lợi. Ít một là đất đai đầy những chất tốt, hai là nhà cửa luôn luôn yên vui, ba là tiên linh sinh lên chư thiên, bốn là người sống tăng thêm tuổi thọ, năm là ước muốn đúng điều toại, y sáu là không bị tai họa nước lửa, bảy là không bị mọi sự hao tổn,
tam la tuyệt khép mọi thứ ác mộng, chính là đi về quỷ thần hồ tri mười la thường gặp những tổ thánh thiền. Bạch Đức Thế Tôn trong vị lai và ngay trong hiện tại, người nào nơi chỗ mình ở mà hướng về phía nam làm được sự hiện cũng như con đã nói thì được những sự ít lời cũng như con đã nói. Thần đất cứng chắc lại bạch Đức Thế Tôn, trong vị lai thiền nam hay thiền nữ nào nơi chỗ họ ở có kinh điển và hình tượng của Địa Tạng Đại Sĩ, người ấy lại trí tùng kinh điển và hiện cũng hình tượng như vậy. Thì cả ngày lẫn đêm con luôn luôn vận dụng thần lực của con mà hộ vệ cho họ, đem nội thủy tai hỏa hoàn trộm cướp giặc giả, tai hỏa ngang trái lớn, tai hỏa ngang trái nhỏ, hết thảy việc dự điều tan biến cả. Đức Thế Tôn dạy thân đất cứng chắc, thần lực của ông lớn lắm, ít có thần nào sánh bằng nên. Vì lẽ đất đai hiếm phụ đều nhờ ông gìn giữ, cỏ cây cát đá lúa mẹ tre lau thóc gạo đô quý tất cả do đất mà có, tất cả đều nhờ thần lực của ông. Vậy mà ông lại còn luôn luôn xưng tùng sự ít lời chúng sinh của Địa Tạng Đại Sĩ. Thì công đức và thần lực của ông gấp trăm ngàn lần đối với các vị thân đất bình thường, vị lai thiện nam hay thiện nữ nào biết hiện cũng hình tượng và trí tùng kinh điển của Địa Tạng Đại Sĩ. Và dẫu chỉ biết làm theo một việc của kinh điển ấy, kinh ban nguyện của Địa Tạng Đại Sĩ mà thôi, ông cũng nên vận dụng thân lực của mình mà hộ vệ cho họ. Đừng để tai họ phải nghe những thứ tai hại và bất như ý, huống chi để thân họ phải chịu những thứ ấy. Không phải chỉ mình ông biết hộ về cho những người ấy, mà để thích phản vương chư thiên và những kẻ tùy thuộc của họ cũng hộ về cho những người ấy. Tại sao những người ấy được sự hộ về của bao nhiêu người hiền và có thánh? Hiền có thánh có như vậy vì lễ bái hình tượng Địa Tạng Đại Sĩ và trí tùng kinh bản nguyện của ngài thì
đương nhiên cuối cùng thoáng khỏi biển khổ thực hiện niết bàn. Đó là lý do có được sự hộ về lớn lao. Kinh Địa Tạng Đại Sĩ Phẩm thứ 12, lời ít của sư thấy ngay vào lúc bấy giờ từ trên đỉnh đầu. Đức Thế Tôn phóng ra trăm ngàn vàng ức tia sáng lớn, tia sáng trắng tia và trắng lên, tia sáng điểm tốt và điểm tốt lớn, tia sáng ngọc và ngọc lớn, tia sáng tia và tia lớn, tia sáng xanh và xanh lớn, tia sáng biếc và biếc lớn, tia sáng hồng và hồng lớn, tia sáng lục và lục lớn, tia sáng vàng và vàng lớn, tia sáng mây lặn và mây lặn lớn, tia sáng ngàn vầng và ngàn vầng lớn, tia sáng vầng ngọc và vầng ngọc lớn, tia sáng mặt trời và mặt trời lớn, tia sáng mặt trăng và mặt trăng lớn, tia sáng cung điện và cung điện lớn, tia sáng mây biển và mây biển lớn. Từ trên đỉnh đầu phóng ra những tia sáng như vậy, rồi Đức Thế Tôn lại xuất ra âm văn tuyên diệu nói với toàn thể đại hội các chúng, trong đó có tám bộ thiên long, nhân loại và loài khác, rằng hãy lặng nghe hôm nay tài đao lời thiên cung, Như Lai sẽ xưng tụng tạng dương những sự sau đây của Địa Tạng Đại Sĩ. Sự đem lại lợi ích trong nhân loại và chư thiên, hay là sự bất khả tư nghị, sự làm cho nhân tổ thánh thiện ấy siêu việt lên, hay là sự thực hiện quả vì thấp địa sự cứu cánh, không phải chuyện đối với tuệ giác vô thường. Khi Đức Thế Tôn nói như vậy thì trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát danh hiệu Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống chắp tay mà thưa bạch Đức Thế Tôn: Địa Tạng Đại Sĩ Hoàng Thánh Đại Từ Bi, xót thương chúng sinh tội khổ, nên trong ngàn vạn ức thế giới hề đại sĩ phân hóa ngàn vạn ức thân hình, công đức và thành lực bất khả tư nghị của đại sĩ con đã được nghe Đức Thế Tôn cũng như Thế Tôn trong mười phương khác nhau cơ quan phát âm mà lại đồng nhất về lời tiếng xưng tụng rằng: Dậu chư Phật
quá khứ hiện tại và vị lai diện đạt công đức và thần lực ấy cũng không cùng tầng vừa rồi lại được đức. Thế Tôn nói cho toàn thể đại hội các chúng biết đức Thế Tôn muốn tán dương những việc của địa tạng đại sĩ đại loại như việc ít lời bậc khả tư nghị của ngài. Do vậy mà con thỉnh cầu đức Thế Tôn vì bao kẻ trong hiện tại và vị lai trong đó có tam bồ thiên long thuộc thực hiện sự tán dương ấy để cho họ biết mà chiêm ngưỡng và hưởng phước. Đức Thế Tôn dạy đại bồ Bồ Tát Quang Thế Âm đối với thế giới hệ xa bà này ông có sự liên hệ lớn lao. Thiên Long Nam Tự quy thân cho đến những người tội khổ trong sáu đường ai nghe danh hiệu của ông, ai thấy hình tượng của ông, ai ngưỡng mộ ông, ai xưng tụng ông, những người ấy đối với tuệ giác vô thường quyết chắc không còn thoái chuyện. Thương sinh trong nhân loại hãy trên chư thiên em hương thu đầy đủ sự yên vui tuyệt diệu. Và khi nhân quả xâm thành thục thì họ sẽ gặp Phật và đường Phật thọ ký. Cho nay vì lòng đại từ bi ông xót thương chúng sinh, trong đó có tam bồ thiện lòng nên muốn nghe Như Lai nói những sự lợi ích. Bằng khả tư nghị của địa tạng đại sĩ thì ông hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói đến đại Bồ Tát Quan Thế Âm. Thưa bạch đức Thế Tôn, con xin tuân lời ngài, nguyện muốn được nghe đức Thế Tôn dạy. Quan Thế Âm vị lại hay hiện tại trong các thế giới, hệ người nào trong chư thiên hưởng hết phước chư thiên năm sự suy biến hiện ra, đến nơi có thể xa vào đường dự thì người ấy không kể nam hay nữ trong lúc những sự suy biến hiện ra mà thấy được hình tượng hay nghe được danh hiệu của địa tạng đại sĩ, nhất tâm chiêm ngưỡng và lễ bái thì chuyện tăng phước bao chư thiên hưởng thụ hạnh phúc to lớn. Và trong một thời gian lâu dài không xa vào đường dự huống chi thấy và nghe về địa tạng đại sĩ rồi,
hiến cung bằng hương hoa y phục ẩm thực bảo vật vòng hoa thì phước và phước báo của người ấy đạt được thật vô lượng vô biên. Quan Thế Âm vị lại hay hiện tại trong các thế giới, hệ bất cứ người nào thuộc sáu đường chúng sinh khi sắp chết mà được nghe danh hiệu Địa Tạng Đại Sĩ, và chỉ mỗi một âm thanh ấy đi vào thính giác mà thôi, thì người ấy trong một thời gian lâu dài cũng không phải trải qua cái khổ của ba đường dữ, huống chi khi tham trên cha mẹ ba con biết đem nhà cửa tài sản bảo vật hay y phục của họ làm chi phí mà đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Đại Sĩ hơn nữa. Cha mẹ ba con làm cho người ấy trong giờ phút sắp chết mà chưa chết mắt thấy được hay tai nghe được, cùng lắm thức biết được rằng cha mẹ bà con đem nhà cửa bảo vật của mình vì mình mà đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Đại Sĩ. Như vậy người ấy nếu nghiệp báo chỉ chịu bình nặng thì nhờ công đức này mà lành ngay tăng thêm đời sống, còn nếu nghiệp báo kết thúc sinh mạng lại có nghiệp dữ đang xa đường dữ thì nhờ công đức này mà chết rồi, xin trong nhân loại hãy trên chư thiên hưởng sự yên vui tuyệt diệu, mọi thứ nghiệp dữ rồi ra tiêu tan được cả. Quan Thế Âm trong vì lại nam tử hãy nữ nhân nào muốn phán tâm tư quang đại cứu độ tất cả, muốn tu tập tuệ giác vô thường, muốn siêu thoát ba cõi, những người có những chí nguyện như vậy mà thấy hình tượng hãy nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Sĩ, chỉ tâm quý y hiện cũng bằng hướng hoa y phục bảo vật ẩm thực rồi chiêm ngưỡng và lễ bái thì chí nguyện của họ sẽ hoàn thành một cách mau chóng thoát khỏi mọi sự trở ngại. Quan Thế Âm trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn vàng ức ước nguyện và sự việc về hiện tại cũng như tương lai thì hãy quý y chiêm ngưỡng lễ bái hiện cũng và xưng tụng Địa Tạng Đại Sĩ.
qua hình tượng của Ngài như vậy thì ước nguyện và sự việc mà họ cầu sẽ tụ thành đường ra lại nguyện cầu Địa Tạng Đại Sĩ Từ Bi Hộ Trì mãi mãi cho con, thì người ấy trong mộng được đại sĩ xóa đâu mà thọ ký quan thế âm trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào. Đối với kinh điển đại thừa vô cùng tôn trọng quý báu, phát ra tâm chí siêu việt muốn học muốn tùng. Nhưng dầu gặp minh sư chỉ dạy và chăm nom để học cho thuộc mà thuộc đâu quên đó cả thằng, liền năm vẫn không cùng được như vậy là vì thiện nam hay thiện nữ ấy bị sự chướng ngại của nghiệp cũ chưa được trừ bỏ. Nên đối với kinh điển đại thừa không có khả năng học tùng, người ấy nghe được danh hiệu và thấy được hình tượng của Địa Tạng Đại Sĩ, hãy đem tâm nguyện của mình mà cùng kinh khẩn bạch rồi hiến cúng hương hoa y phục đồ uống ăn đồ quý lạc. Lấy một chén nước trong và sạch đặt trước hình tượng đại sĩ suốt một ngày đêm rồi chắp tay xin uống với sự xoay đầu qua hướng nam khi nước sắp vào miệng, và khi nước vào miệng ngại chỉ thành trình trọng uống rồi phải cự ngụ tăng rượu thịt ta dâm, cự nói dối và cự mọi sự sắc sanh. Cứ như vậy trong một lần đến ba lần bảy ngày thì niên nam hay thiền nữ ấy trong mong thấy rõ Địa Tạng Đại Sĩ hiền thân không biên cương, rơi nước trên đỉnh đầu của mình. Người ấy tin mong tức khắc thông minh kinh điển đại thừa lướt qua thính giác là nhớ mãi không còn quên mất, dầu chỉ một câu đủ nghĩa hay một bài chỉnh cụ quan thế âm trong vị lai. Bao nhiêu người thiếu ăn thiếu mặc ước nguyện không thỏa bình tất đã nhiều, tai biến càng không ít, nhà cửa không yên thân thuộc tan tác, mọi sự ngang trái phân nhiều cũng đến ngộ ngạo thân họ, chiếm bao cũng phần nhiều kinh hãi. Những người như vậy nghe danh hiệu hay thấy hình tượng Địa Tạng Đại Sĩ mà hết lòng kính lễ và trí niệm đủ số vàng biển, thì bao nhiêu việc trái ý cực bùng đều tan biến dần đi, yên vui hiện ra ăn mặc đầy đủ đến nỗi chiêm bao cũng toàn an lạc.
Quan Thế Âm trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào, vì việc làm ăn, vì nhiệm vụ công tư, vì việc quan trọng, vì sự cấp bách mà phải vào rừng núi hay vượt sông biển gặp nước tôn hay qua đường hiểm, thì người ấy trước đó hãy trì danh hiệu Địa Tạng Đại Sĩ đủ số vàng lần. Như vậy qua chỗ nào cũng được quỷ thần hộ về, đi đứng nằm ngồi đều được giữ cho yên mai, dầu gặp phải cọp xoài sư tử, mọi thứ độc hại cũng không thể thương tổn. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quan Thế Âm đối với châu diêm phù này, Địa Tạng Đại Sĩ có sự liên hệ lớn lao đến nỗi nếu nói đến mọi sự ít lời mà chúng sinh thấy nghe về Ngài, thì trong một kiếp cả trăm cả ngàn năm nói cũng không hết. Vì lý do ấy Đại Bồ Tát Quan Thế Âm ông nên vận dụng thần lực mà truyền ba kinh này cho người quốc độ xa 300 ngàn vạn kiếp mãi mãi yên vui. Vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói những lời chính cụ sau đây, như lại quan sát thần lực Địa Tạng thấy hàng xa kiếp nói cũng không cùng. Thấy hình nghe tên vị đại sĩ này chỉ thành chiêm bái, dầu chỉ một lúc vẫn được ít lời ở trong nhân loại và trên chư thiên qua vô số việc, bất cứ nam nữ hay là thiên long quả bao sắp hết sắp xa đường dự. Nhưng biết chỉ thành quý ý đại sĩ thì thêm tuổi thọ lại hết nghiệp dữ, từ nhỏ đã mất cha mẹ thân nhân không biết nghiệp thức, xin nơi chốn nào anh em chị em cùng với cha mẹ lớn lên, nghĩ đến chẳng biết sinh đâu thì hãy đắp vẽ hình tượng đại sĩ thiết tha chiêm bài không chút lặng sao liên tiếp 3 tuần niệm. Niềm hiệu đại sĩ, đại sĩ sẽ hiện thân không biên cương, chỉ cho biết chỗ thân nhân sinh đến, dầu xa đường dự cũng thoát được liền. Nếu không thoại chuyện thân tâm ban đầu thì được đại sĩ xóa đâu thọ ký, người nào muốn tu tuệ giác vô thường, muốn giải thoát cả khổ đau ba cõi, đã có tâm chí đại từ bi ấy trước hãy chiêm bái hình tượng đại sĩ, thì chỉ nguyện này thành tựu mau chóng bao nhiêu nghiệp chướng hết còn cản trở. Những người phát tâm trì tụng kinh pháp để cứu vớt người vượt lên bờ giác,
Tuy có chí nguyện siêu việt như vậy, nhưng ngọc nhưng học là quên phần nhiều, sót mất là vì nghiệp cũ làm cho chướng ngài không thể nhớ thuộc kinh pháp đại thừa, thì hãy hiến cúng địa tạng đại sĩ. Hương hoa y phục âm thực hoa cụ đặt trước đại sĩ, chén nước trong sạch suốt một ngày đêm cầu nguyện mà uống. Lòng phải cẩn trọng cứ năm vì tăng, cứ rượu cứ thịt ta dâm vọng ngữ càng cứ sát sinh. Suốt trong ba tuần chỉ thanh trì niệm danh hiệu đại sĩ, tức thì mong thấy thân không biên cương tỉnh dậy liên được. Thính giác sắc bèn kinh pháp đại thừa lướt qua, thính giác là ngàn vạn kiếp không bao giờ quên thần lực siêu việt của vị đại sĩ, làm cho người nay được tuệ giác ấy, bao người nghèo nàn mà lại bình tật nhà cửa suy bại, thân thuộc lễ tang đến nỗi chiếm bao, cũng toàn kinh hoàng ước nguyện trái y không chút thỏa vàng. Thì hãy chỉ tâm chiêm bài đại sĩ, hết thảy việc xấu đều tan biến cả đến nỗi trong mộng, cùng toàn yên vui ăn mặc sung túc, quỷ thần hồ về vào trong rừng núi vượt qua biển cả. Cầm thú giả sự người còn giữ hơn thân giữ quỷ giữ, hợp với cuồng phong bao nhiêu gian nan, bao nhiêu nguy khốn, thì hãy trước hết chiếm bái hiền cung địa tạng đại sĩ. Qua hình tượng ngài mọi sự dữ dội, ở trong rừng sâu hay trong biển cả biến mất hết thảy. Quan âm tình thanh hay chú tâm y nghe Như Lai nói, địa tạng đại sĩ có vô cùng tận sự bất tư nghị. Kiếp ngàn vạn năm nói cũng không còn, để ta thành lực địa tạng đại sĩ ai nghe danh hiệu. Địa tạng đại sĩ ai thấy hình tượng, địa tạng đại sĩ mà biết tri niệm và biết chiêm bái lại hiện hoa hương. Y phục âm thực thì trăm ngàn kiếp hưởng phước tuyết diệu, nếu đem phước ấy hiện cho tất cả cuối cùng làm Phật siêu thoát sinh tử. Vì vậy Quan Âm hãy nói rộng rãi cho mọi quốc độ biết được kinh này. Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 13 Thế Tôn. Kỳ tháng khi ấy Đức Thế Tôn lại đưa cánh tay vàng xoa trên đỉnh đầu Địa Tạng đại sĩ mà bảo: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của đại sĩ thật là siêu việt, từ bi của đại sĩ thật
thật là siêu việt tuệ giác của đại sĩ, thật là siêu việt hải hùng biển của đại sĩ, thật là siêu việt dầu chín mười phương chư Phật Như Lai Tạng Dương và Diện Đạt, sự siêu việt của đại sĩ trong một kiếp ngàn vạn năm cũng không thể cung tận. Địa Tạng, Địa Tạng đại sĩ hãy nhớ hôm nay tài đao lời thiên cung trước đại hội, gồm cả các đức Phật Đà, các đại Bồ Tát cũng tam bồ thiền long nhiều đến trăm ngàn vạn ức hai lần không thể nói hết. Một lần nữa Như Lai đem nhân loại chư thiên và mọi loài khác, tất cả những người chưa thoát khỏi ba cõi mà vẫn còn ở trong nhà lửa ký thác cho đại sĩ. Đại sĩ đừng để họ xa vào đường dự dẫu chỉ một ngày đêm, huống chi để họ bị xa đến tận vô gián á tỳ nơi đủ cả năm sự không san cách và trải qua cái kiếp ngàn vàng ức năm khó mong thoáng khỏi. Địa Tạng đại thì người hiếm phụ ý chí và tánh tình, thật là bất định phần nhiều làm ác giả sự, tâm lý hiền lành có phát đi nữa thì phút trong cũng biến mất. Nhưng là nhưng gặp điều kiện độc ác thì độc ác tăng lên ngay trong mọi ý tưởng. Vì lý do ấy Như Lai đã phân hóa thân hình ra cả ngàn trăm ức tùy trình độ và tâm lý mọi người mà hóa đồ cho họ. Địa Tạng đại sĩ hôm nay Như Lai thiệt tha đem họ ký thác cho đại sĩ trong vị lai. Người nào trong chư thiên hay thiền nam thiền nữ, nào trong nhân loại biết y theo giáo pháp của Như Lai mà giáo trồng gốc rễ điều lành, thì điều lành ấy gì chỉ dầu chỉ bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước, đại sĩ cũng vận dụng thần lực mà nâng đỡ giữ gìn cho họ bước lần lên tuệ giác vô thường. Đừng để lối mất hơn nữa, Địa Tạng đại sĩ trong vị lai, hoặc chư thiên hoặc nhân loại, kẻ nào tùy theo nghiệp dữ mà xa vào đường dữ khi sắp vào đó hay đã đến ngày đấu cửa rồi. Cái ấy niệm được một danh hiệu Phật Đà, một danh hiệu Bồ Tát, hoặc nhớ được một câu đủ nghĩa hay một bài chỉnh cũ,
của kinh điển Đại Thừa thì đại sĩ hãy vận dụng thắng lực mà cứu họ bằng cách hiện thân không biến cương ra ngay nơi chỗ của họ, phá nát địa ngục cho họ. Xin lên chư thiên hưởng sự yên vui tuyệt diệu, Đức Thế Tôn lại nói những lời chỉnh cụ sau đây. Trời người và các loài trong hiện tại, vì lại như lại lại thiết tha đem kỳ thác, đại sĩ dũng thần lực phương tiện mà cứu họ, đứng để họ xa lạc vào trong các đường dữ. Địa Tạng đại sĩ lúc bấy giờ quỳ gối chắp tay mà thưa bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn đừng lo nghĩ. Trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào y theo giáo pháp của Đức Thế Tôn mà có một ý niệm tôn kính thôi, con cũng dùng trăm ngàn cách hóa đồ cho họ siêu thoát sinh tử một cách mau chóng, huống chi nghe những việc lành của Đức Thế Tôn dạy mà thực tu. Trong từng ý nghĩ thì những người ấy đối với tuệ giác vô thường tự nhiên đưa con hộ trì mà vĩnh viễn không còn phải chuyện. Địa Tạng đại sĩ nói lời ấy rồi trong đại hội có một vị Bồ Tát danh hiệu Hư Không Tàng thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thờ tài đạo lời thiện cung này từ lúc đến cho đến bây giờ còn được Đức Thế Tôn nghe xưng ngày, còn nghe Đức Thế Tôn ra người xưng tùng thần lực của Đức Địa Tạng đại sĩ thật là siêu việt. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào cho đến tam bồ thiên long nghe được kinh điển và danh hiệu của Địa Tạng đại sĩ hoặc chiêm bái hình tượng của ngài thì được bao nhiêu phước? Con thỉnh cầu Đức Thế Tôn vì bao kẻ trong vị lai và ngay trong hiện tại mà dạy một cách khái lược về cái phước ấy. Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Hư Không Tàng hãy nghe cho kỹ, Như Lai sẽ phân tích về cái phước ấy trong vị lai thiện nam hay thiện nữ nào thấy được hình tượng à, hay nghe được kinh điển của Địa Tạng đại sĩ mà biết trì tùng hiện cùng hương hoa y phục y ẩm thực y dược trắng bạo rồi xưng chiếm mê rồi xưng tùng chiếm hại chiêm bái thì được 28 ít lời một la. Thiên chúng long chúng hồ tri thượng tượng hai là phước bao ngày càng thêm lên, ba là tập hợp nhân tô thánh thiện và thượng đẳng
Bốn là tuệ giác Bồ Đề, không còn phải chuyện năm là ăn mặc đầy đủ, sáu là bình tật và bình truyền nhiễm không đến với họ, bảy là không bị tai họa về nước và lửa, tám là không bị tai họa trộm cướp giặc giả, chín là ai thấy cũng khâm phục và tôn kính, mười là quỷ thần giúp đỡ hộ trì, mười một là thân nữ nhân sẽ chuyện được thân nam tử, mười hai là sẽ làm con gái vương giả hay đại thần, mười ba là tướng mạo đẹp và đoan trang, mười bốn là phận nhiều sinh lên chư thiên, mười lăm là hoặc làm quân chúa, mười sáu là biết được đời trước, mười bảy là cầu di cung thọa, mười tám là thần quyến yên vui, mười chín là tai hoàng ngang trái miếng băng tân cả, hai mươi là thoát khỏi đường dữ một cách lâu dài, hai mươi một là đi đâu cũng thông suốt, hai mươi hai là trong mộng cũng yên vui, hai mươi ba là gia tiên thoát khổ, hai mươi bốn là chỉ sinh ra bằng phước đức đã làm, hai mươi lăm là các vị thánh giả đều xưng tùng, hai mươi sáu là thông minh lanh lời, hai mươi bảy là giao lòng từ bi, hai mươi tám là cứu cánh thành Phật thêm nữa, hư không tăng hiện tại hay vì lại tăng cả thiên long quỷ thần, ai được niệm danh hiệu Địa Tạng đại sĩ, ai được lại hình tướng Địa Tạng đại sĩ, hoặc nghe hành nguyện của Địa Tạng đại sĩ mà xưng tùng chiêm ngưỡng và lễ bái thì được bảy ít lời, một là vượt lên địa vị chứng ngộ một cách mau chóng, hai là nghiệp dự tiêu tan, ba là chư Phật hộ trì, bốn là tuệ giác Bồ Đề không phải chuyện, năm là tăng thêm năng lực đã có, sáu là biết được đời trước, bảy là cứu cánh thành Phật. Lúc bây giờ các Đức Phật Đà, các Đại Bồ Tát cùng Tam Bồ Thiên Long số lượng đạt đến hai lần không thể nói hết, đã từ mười phương quân đổ hồi đến đao lời thiên cung nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn xưng tùng sự siêu việt về thần lực vĩ đại của Địa Tạng đại sĩ, ai cũng tán dương là việc chưa từng có, đạo lời chữ thiên tung rải như mưa, bao nhiêu là hương hoa y phục và chuỗi ngọc của chữ thiên hiện cũng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn và ngài Địa Tạng đại sĩ, rồi toàn thể đại hội
Một lần nữa cùng chiêm ngưỡng lệ bài hay chắp tay mà cao lôi. Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời điều an lành, hề an lành trong mỗi giây mỗi phút. Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở, bốn loài sinh lên đất tình, ba cõi tha khóa tòa sen, ngày hằng xa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tinh lên thập địa. Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuận. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, 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 Nam mô Hồi A Di Đà Phật, Nam mô 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 Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương 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 Bồ Tát, Nam mô Thân Cấu Nhi Phân Màu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Thân Cấu Nhi Phật Màu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, Nam mô Thân Cấu Nhi Phân Màu Đại Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Trời A Tô La và Dược Xoa đến đây nghe Pháp nên chỉ tâm ủng hộ Phật Pháp được trường tồn. Xin phiền làm theo lời Phật dạy, tất cả đến đây cùng nghe Pháp. Hàng ở dưới đất hoặc trên không, hãy nhìn muôn loài bằng mắt thường.
ngày đêm mang trụ trong chánh niệm, nguyện cho thế giới thường an ổn, thâm nhuận phước trí và từ bi, hết thảy tội chướng đều tiêu trừ, xa lìa khổ não lòng an tịnh, đại chúng nhất tâm trì giới hành, công phu thiền định gắng cần chuyên, đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm, khắp nơi mọi loại điều hạnh phúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trong thành Phật đạo. Chúng con nguyện đem công đức trì tụng bản kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, cầu nguyện cho mẹ chúng con nguyện thị liễu hiểu không lý, xin ngày mùng 9 tháng 9 năm Tân Tỵ, tức năm 1941 từ trăng ngày 10 tháng 8 năm Canh Tỵ, hưởng thường thọ 80 tuổi, chánh hồn chí linh huyền hương linh mẹ, rời bỏ bơ mê bể khổ sanh về cảnh giới an lành. Chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả pháp giới chúng sanh, đồng thanh Phật đạo.